Bát nhóm bát xâm ổn cơ sông cơ rụp chùm riêp xua chùm phụ bóng phá ôn tù xôn kì chùn cơ phung tà tạm đàn tù xôn nà nơ xài bí rô bọc nhóm bát nơ ai channel dù ế kì kì xe bát. Hai nơ khăn ông vô lìa kìa nì phong đá bát côn chùm bà nôm dô côn srei tớ cứ cháu srei Erika bát tớ ai phnom riêp cơ bàn chùp chùm môi nâng lục dây đài quát. Miền ca lộng bạc nó không chỉ vật rùa nơi bạc đào xa. Miền nè đặc quạt dược tử đặc tục nơi tí nô bạc vọt nùm riếp. Là hai con chôn của bạn ở ca nòm con srei tơ đám bay nâng xa xua nơi bạc vọt rừng rào gọt xem xếm. Bạc có xôn bằng phô ôn thằng ốc nè tạm đàn tu sản à chì mùi phụ dương khá nhầm đôi tơ tơ bạc. Bạn thay với ca má nó lúc dây này. Bạn xong cháu mơ tên mơ bạn màn rồi ơ bạn màn bò nó lúc dây ná kì kìa nát lúc dây bạn kìa nát cái chôn lúc dây ná bạn ông phù mình lúc dây lúc ta ơi bạn nát đo lúc dây mẹn tên bạn ai chư sạp cồn lưng nghe dầm mạch khoác hạt dầm mạch tốc lùm bạc dầm mạch có mần đăng tay thay anh bạp nẹt nà mà đại dương mà đại kê vây bà chôn bà nè hai hay mình đang con cháu nơi nà khi mình nạ nà mơ thai khoai khoa bà bị tục làm bà bị sọc tục rồi bỏ lục dây chư sạc dục kênh xâm ra nơi nà hộp bài hộp ấy còn là nghe rằng nà chư sạc thật tập bè tự ấy gồ ạc miền con miền cháu nà bà mọt đăng bị sọc tục rồi bỏ lục dây đà bà bất chìa cầm sọt bà cụ ơi anh đặt lục dây mẹn tên ông phù mình lục dây lục ta bục mai bông phôn bà bát mình toa bị bán tu sản á năng từ tu lực xài video clip rồi bỏ con chôn máu cứ miền ca lùm bạ mẹn tên hay miền ca lùm phơp nơi khăn ông sẽ đầy là o rồi bỏ chào xoay năng con chôn bông tiền miền tức chất anh đặt sâu từ đó phụ quát mẹn tên bà đôi chìa bọn srei rưu cầu bọn srei mà nè đại quát bàn tờ tì nô nơ ai phân nùm riêp bạc bàn lụ nơ bà ca dương khơi tham miên bà ca chúc bòm tèng chì mùi nâng chào tôi đại bộ miên nơ à ha tờ tùa tiên ở mùi tháng ngày tờ hai bạc bàn tờ tùa tiên nơ bê bạc tê bàn tay bê tháng ngày trăng quát bộ miên nơ à ha tờ tùa tiên tê bạc bòm tèng miên khám mênh đá tây xên tiết dàng chả nơ tì nô bạc đào khám miên nơ ở cả nam mùi đàm bay ở bàn chi vô phiếp còn tại nơi khăn ông ca tại tuôn tiên bài tức nông chấm này tặng ổn nó có khuyên ở cả phong đai bà thầy bà dương priếp thiếp tớ priếp bàn đôi chiếc nó khăn ông khai bổ xóa bà miền tức bình priếp hay nế cứ chia rõ đau prang hụt hay hay can tại xung ngô tớ hay nơi khăn ông trở bèng nó miền tức mùi thlốc tâu hay nẹ tặng ổn kia nó bàn tớ tì rung mà này than nơi ai vọt nùm riêp ni đôi chìa tật lọc môi để miền phiếp huông hai nơi xoay tại bằng tách bằng tui tàu tì nô đám bay phạc đám bay pra vay vay chìa đám bạc nơi chìa ổ ca đò tách tui cho đôi chìa đang bằng phót chìm phu phu quát nơi khăn ông ca bạc góp nơi mục rộp bò đám bay chẳng châm nơi chì vất rộp bò quát để công phung tại miền chi việc phiếp lùm bạc dạ dạp nơi khăn ông ca ru nơi chì vất đò cầm sọt cục nia này bạn mơ khmer thằng ông này mơ tao cua ơi anh nát sâu dạng cloud chất mền tên bạn nó không tức chất như bạn cứ mình đăng thả vô cả vây đã vây tờ vua tờ stung miền tây không ca khát khám prang prai chui tờ đò côn chôm sập bát chôn prom tiếng chiêng học rồi mồi phù vật phù tạ nó không sự cam mà phiệp đại cầm bông tài propeller không ca thua sắp bỏ thua cứ miền ca quan tro nung chui sập sai nung sai video tặng anh ấy nung chui chôm chèn nơi away away đại phụ quạt cầm bông tài propeller bà bom ôn tặng anh ấy bà chỉ khmai hay miền nơi ca nát đã sâu tới đó phụ quạt bà bảo khoa thạ vì cá mình ấy thế bà ao tái cầm ao khoa thực chất bà bom ôn miền thực chất nung ai chui chơi like đã bay bắt đầu nơi cầm lang chất đó mà hệ mía tới đó phụ quạt rom tiếng bom ôn chui chơi sai video này đang bay chạy đầm lấy thứ bóng ôn miền mà tệ dụ bao chẳng ná có sớm chui đặt là comment đang bay sầm luôn là cái ca tặng ổn này ở bàn rồi luôn tớ hay nâng ở bàn miền phía bọc đấy hay nâng miền ca bởi tớ đang bay ở bàn
ប្រសើរឡើងបាទក្នុងការជួយខមមិននេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលយាយហើយនឹងចៅដែលចៅនោះអង្គុយទីនោះដើម្បីយាមស្បែកជើងទៅឲ្យគេហើយកូនឈុនបានទៅទីនោះបាននៅស្ល់អាហារមួយកញ្ចប់និងថវិកាខ្លះៗដើម្បីជូនទៅដល់ពួកគាត់បាទហើយជីវិតនេះខ្សែនកំសត់ណាស់បាទហើយនៅក្នុងសារដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំសត់មែនពិតប៉ុន្តែខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នៅក្នុងការលំបាក ក្នុងការប្រកបនៅមុខរបររបស់ចិញ្ចឹមនៅជីវិតរបស់យើងមានការលំបាកប៉ុន្តែយើងមាននៅម្ហូបអាហារទទួលទានបរិបូរសម្លៀកបំពាក់ទីស្នាក់អាស្រ័យព្រមទាំងថ្នាំសង្កូវពេទ្យអ្វីៗក៏យើងមានបរិបូរទោះបីជាយើងពុំមាននៅថវិកាបង់ឲ្យគេក៏ដោយក៏យើងអាចបាទមាននៅឱកាសដើម្បីទៅពេទ្យមើលជំងឺអីជាដើមប៉ុន្តែពួកគាត់នៅឱកាសផ្សេងៗគ្មានទាំងអស់បាទយើងនៅទីនេះ បរិបូរជាពិសេសគ្មានអ្វីពិសេសគ្មានអ្វីប្រសើរឧត្តុង្គឧត្តមទៅជាងម្ហូបអាហារបាទដែលភ្លើងក្រពះដែលវាកំពុងតែដុតធ្វើឲ្យចុកចាប់ឈឺផ្សាមានការលំបាករងទុក្ខវេទនាដោយសារគ្មានអាហារដើម្បីជួយទៅដល់ក្រពះឲ្យវាកិននេះបាទហើយគឺទៅការឃ្លាននេះគឺលំបាកមិនមែនខ្ញុំមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់មិនមែនបងប្អូនមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទេបាទធ្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងនៅទីនេះម្ហូបអាហារ គឺថាសម្បូរបរិបូរណាបាទហើយក្នុងការចំណាយជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទបើយើងនិយាយទៅគឺថាក្នុងមួយដុល្លារអាចទិញបាយបានមួយកញ្ចប់ហើយចំណាយប្រាក់2ដុល្លារ50សេនអាចជូនទៅដល់គាត់បាន10,000រៀលអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាបើយើងនិយាយទៅត្រឹមតែ3ដុល្លារហើយ តែជាង5ដុល្លារទៅទៀតបាទដល់យើងអាចចែករំលែកបានអ្វីដែលយើងមាននៅទីនេះហើយចំពោះប្រាក់5ដុល្លារ10ដុល្លារនៅទីនេះគឺវាអត់មានអ្វីទីប្រាក់ដល់ច្រើនទេបាទបើយើងអាចចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខទាំងអស់នេះទៅដល់ពួកគាត់ជាអន្លើអន្លើបាទមើលក្មេងមើលចាស់ចាស់ទាំងអស់នោះមានការលំបាកកំព្រីកំព្រីអត់ឃ្លាន នៅក្នុងការទទួលទាននឹងអាហារសូម្បីតែសាច់មាន់មួយដុំអាហារមួយកញ្ចប់ក៏គាត់មិនបានទទួលទាននៅពេលវេលាថ្ងៃត្រង់ផងដែរបាទហើយខ្ញុំមើលទៅ slot ចិត្តតែម្ដងបាទទើបខ្ញុំបាទបង្កើតនៅខ្សែវីដេអូដ៏ថ្មីស្រឡាងនេះដើម្បីចែកជូនចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលមានទឹកចិត្ត បាទចង់ជួយទៅដល់ពួកគាត់ដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទក្នុងការជួយគឺខ្ញុំចាំបាច់លុយកាក់ទេបងប្អូនជួយផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តដល់ក្រៃលែងទៅដល់ពួកគាត់កំពុងតែធ្វើគឺចុចឡាយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចែករំលែកនៅខ្សែវីដេអូនេះពោលគឺ แชร์แชร์วิดีโอนี้ตกท่าบองโอนเมียนกาโยชิตุกดาอันตัสโซตัดอกปุกควาไทยบาทไทยขยมบาทสมอลบาทใจนำเล็กเมียนประมาณปันนะก็สมอลบองโอนต่างอ๊อกเนียเมียนสกปรกเพียบอ๋อบอริโบดอยสมบัติตรอบจูบตายเสรไรสูสไรสุเพะเมียนกุลกรุปประกาพร้อมเตียงรอกรมหอชโกงขยมบานผมเมียนในเจตนามวยดำใบเบียดเบียนตัดดอกบองโอนเตบาทเจตนามวยนี้กรอนแต่ขนมกาใจนำเล็กฟื้นในสกดีละอ๋อดอลในสกดีซอกเอาไว้ได้ชี របស់ល្អដែលថាខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកព្រមមានទឹកចិត្តដើម្បីរកគួនបៀតបៀនហើយនឹងបំបែកបំបាក់ឬមួយក៏ឲ្យបងប្អូនអានសុពន្ធចិត្តបើមានកាយវិការណាមួយធ្វើឲ្យបងប្អូនលំបាកដោយសារខ្ញុំបាទក៏សូមអព្យាស្រ័យបាទហើយខ្ញុំបាទម៉ៃកុំមករឺក៏សំអល់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋណតខេឡៃណាក៏សូមគ្រប់លាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទ